Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình học tiếng Hàn trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam do Trung tâm Tiếng Hàn Shop phát triển. Bạn muốn học tiếng Hàn nhưng lại gặp các vấn đề khó khăn như thời gian, địa điểm không phù hợp. Hãy để Trung tâm Tiếng Hàn Shop chúng tôi giải quyết cho các bạn nhé. Lợi ích lớn nhất của chương trình học tiếng Hàn trực tuyến mang lại cho các bạn là bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi với chi phí phù hợp và thời gian phù hợp. Chỉ với một chiếc máy tính nối mạng, tai nghe và mic chất lượng, các bạn đã có thể học tiếng Hàn mọi lúc, mọi nơi theo chương trình học chuẩn của Trung tâm Tiếng Hàn Shop. Chúng tôi đã xây dựng nên một mô hình lớp học thông minh, đó là sự kết hợp của đội ngũ giáo viên từ Hàn và người Việt có trình độ cao và nhiều năm trong kinh nghiệm giảng dạy. Đồng thời, mỗi lớp học lại có một giảng viên người Việt. Có 10 ca học mở từ 8 giờ đến 24 giờ cho các bạn lựa chọn. Mỗi ca học lại có nhiều lớp học, với 90 phút trên một ca, mỗi lớp từ 6 đến 8 học viên giúp các bạn tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Chúng tôi xin giới thiệu một video lớp học trực tuyến tại Shop. Mời các bạn theo dõi. Ở đây thì nếu như chương trình học trực tuyến của chúng tôi còn thực hiện tính năng 1-1 của e-learning. Với tính năng này, mỗi học viên của Shop sẽ được đồng hành cùng một giáo viên trong suốt quá trình học. Giáo viên sẽ trực tiếp theo dõi và tư vấn phương pháp học phù hợp nhất cho học viên. Quy trình tư vấn của chúng tôi được thực hiện một cách tỉ mỉ và chu đáo. Mỗi học viên sẽ được kiểm tra đầu vào thông qua bài test lý thuyết và bài phỏng vấn của giáo viên. Chúng tôi xây dựng một tiêu chuẩn để đánh giá trình độ của học viên phù hợp với các khóa học tại Shop. Việc được học và luyện tập với giáo viên người bản ngữ, chúng tôi muốn tập trung nâng cao kỹ năng giao tiếp và sử dụng tiếng Hàn trong đời sống hàng ngày. 재미있게 수업을 받을 수 있습니다. Bên cạnh đó, Shop cũng mở những lớp học trực tuyến về ôn thi topic các cấp độ. Các lớp học dành cho những học viên, những bạn có mong muốn đi du học, lao động hay làm việc tại Hàn Quốc. Chúng tôi xây dựng hệ thống học liệu đầy đủ và khoa học cho tất cả các khóa học. Bộ học liệu bao gồm hệ thống video bài giảng hỗ trợ, kho bài tập ứng dụng lớn, tài liệu tham khảo tiếng Hàn hay thông dụng sẽ giúp học viên học tập đạt kết quả cao nhất. Chúng tôi cam kết học viên sẽ có một môi trường học tập chất lượng và hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu này.